công. Cho nhìn ba nè, xin ô. Quay có Úc Vy và ba luôn đó nha. Úc Vy tạo dáng cho con đi. Tiếp tục, ba tiếp tục. Đâu Siro nói câu đó coi. Siro tới, Siro thích bài về gì? Bánh chưng bánh tét thơm nước mũi hả? Rồi, đúng rồi. Siro ơi, đang cầm món gì vậy? Ăn luôn, ăn luôn. Úp. Húp. Ba ba thấy không? Siro, Siro nói bánh chưng sao? Siro nhìn ba cái. Siro. Rồi đưa lên dưa hấu lên ăn cái nè. Bơi là mình đi hồ bơi. Nhảy vô hồ bơi đi. Wow. Wow, thật là tuyệt vời. Đây là cảnh hậu trường đang quay phim, chụp hình vào sáng mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019. Và trong hình chúng ta đang thấy một tiếp viên hàng không của Emirates Airlines.